Hàn Tồn, một phụ nữ mang thai bị thuyên tắc phổi. Thật sự rất đáng tiếc, các bạn thấy đấy, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức và cố gắng mới có được kết quả như thế này. Tôi nghĩ dù người nhà bệnh nhân không đến, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này, nó ảnh hưởng rất lớn đến khoa sản phụ khoa. Các đồng chí đều đang bàn tán về việc này, bác sĩ Tần không nói là vì lợi ích của bệnh nhân. Nhưng giám đốc Lưu cũng đang làm chuyện để kinh doanh, bây giờ tình hình căng thẳng quá. Giám đốc Lưu cũng rất xấu hổ, vì là chuyện kinh doanh nên có gì phải xấu hổ? Chấm hỏi. Không phải là chúng ta không thu được gì từ vấn đề này, lợi ích lớn nhất là để các bác sĩ lâm sàng ngồi xuống và nghiên cứu chính sách bảo hiểm y tế. Thông tin lần này rất có tổ chức, công việc của Su Chun đáng tin cậy. Hệ thống công khai ở đây, hai phóng viên muốn phỏng vấn bác sĩ Lin. Không, Nian Nu sức khỏe không tốt. Tôi biết. Nian Nu, bây giờ cô ấy là vậy. Tôi thấy thế này. Vì bạn đã hoàn thành công việc của mình rồi, tại sao bạn không làm để không ai có thể trách cứ? Bạn có kén chọn không? Chấm hỏi, tại sao lại chỉ trích tôi vì lợi ích cá nhân? Đứa trẻ mà họ nói đã được cứu do vợ tôi lơ là nhiệm vụ, giờ đã khỏe mạnh và xuất viện. Chấm. Đó là vợ tôi đã cứu nó khỏi nhịp tim không và không thở. Chấm. Chính con tôi mới là đứa kén chọn. Để tôi kể cho bạn nghe, trong bệnh viện này, ngoài vợ ra thì không ai có quyền chê trách tôi. Tại sao tôi lại tay? Không đến đây, chấm hỏi, ít nhất cũng mang cho tôi thứ gì ăn, tôi cũng sẽ mang cho anh thứ gì đó để ăn. Anh nghiện rồi, đến sống ở đây. Phải không, bạn vẫn đang bị giam giữ, chỉ cần uống cái này. Và thu dọn đồ đạc nhanh chóng, sau khi bạn theo tôi về nhà, đây sẽ là nhà của tôi. Nó hơi tồi tàn, nhưng đừng bận tâm, nó không phải là một ngôi nhà. Bạn thấy đấy, ngôi nhà này phủ đầy bụi. Cứ làm đi, xuống địa ngục và đi bộ xung quanh. Chấm. Điều kiện có hạn, bạn không thể kén chọn. Hãy nói về điều này, tôi không muốn bố mẹ tôi biết về việc này. Tại sao bạn lại hào hứng mời họ đến phục vụ tôi trong thời gian tôi bị giam giữ? Dì của tôi, Linh Duyên, đã vội quay lại để phục vụ bạn. Bạn không cần anh ta. Phải không? Cái gì? Bạn đang làm gì vậy? Vâng. Tôi thừa nhận điều này với bạn, tôi cảm thấy không vui, không ai hài lòng về điều này. Nhưng dù bạn có làm gì đi chăng nữa, bạn cũng không thể ngược đãi bản thân. Nếu không, bây giờ bạn quay lại, đánh anh ta và mắng anh, ta làm cho anh ấy cảm thấy khó chịu, còn thiếu bạch thì sao? Bạn có nhớ không? Khi anh ấy mới bắt đầu theo đuổi tôi, anh ấy là một chàng trai to lớn đầy nghị lực. Mặc dù anh ấy đầy những ý tưởng tồi tệ, anh ấy luôn tỏa nắng. Tôi thừa nhận rằng Linh Ghi Wan không giống như trước, nhưng hai người đừng nghĩ nữa. Họ đã là một đôi vợ chồng già có nền tảng tình cảm. Ai mà không biết? Tôi nói cho các người biết, các người làm không đúng. Tại sao lại lặng lẽ chuyển đi? Bạn nói có điều gì đó mà hai bạn không thể trao đổi. Chúng ta là hai à, ở bên nhau thực sự không thích hợp. Tôi chỉ muốn một ngôi nhà đơn giản và một người yêu đơn giản. Nhưng anh ấy đã vượt qua. Nếu hai người cãi nhau thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta nói cho người biết, người chỉ có thể cùng ta nói chuyện của người đừng nói cho Lăng Viễn biết, người sẽ tổn thương lòng. Vốn dĩ ta vốn nghĩ, bây giờ có con, có thể gác lại sự nghiệp, dành nhiều tâm huyết hơn, tình cảm với đứa trẻ, để tôi không có những suy nghĩ lung tung.
chấm, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Thiếu Bạch, con tôi đã không còn nữa. Thật sự rất đau lòng. Mặc dù tình hình lúc đó rất phức tạp nhưng bạn không cần phải lo lắng. Người dân không cần phải lo lắng. Ai gây ra vụ tai nạn đã bị giam giữ. Tình trạng mù tạm thời hiện tại của bạn chỉ là do cục máu đông trong não. Sau khi hội ý, tất cả chúng tôi đều đồng ý cục máu đông này có khả năng sẽ tự hấp thụ. Sewil, cô ấy ổn chứ? Bạn có muốn không? Để tìm cô ấy. Chấm hỏi, cô ấy đã được chuyển đến đây làm bác sĩ giường bệnh trong 2 ngày qua. Điều này là không thể. Tính khí của cô ấy chắc chắn sẽ khiến tôi gặp rắc rối hơn. Nếu cô ấy tiếp tục như thế này, đừng đối phó với cô ấy nữa. Tôi cũng vậy, chịu trách nhiệm về vấn đề này. Sewil luôn coi mình là hóa thân của Hua Tua, cứ coi mình là Tyson khi ra ngoài. Cũng không sao. Chấm, ít nhất cô ấy thấy thoải mái khi ở đây với bạn. Chấm, vậy thì bạn hãy nghỉ ngơi thật tốt thôi nào. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ bảo họ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Sewil gần đây vẫn ổn. Và ngày càng tốt hơn. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Anh Wei, nếu cục máu đông không thể tự hấp thụ được thì tình trạng hiện tại của tôi không thích hợp để phẫu thuật phải không? Tôi nói bạn đang nghĩ gì vậy? Bây giờ bạn là một bệnh nhân, tại sao bạn không làm gì khác ngoài phẫu thuật? Thực ra tôi thấy bạn bây giờ trông khá ổn. Bạn không thể nhìn thấy gì cả. Tôi có thể bắt nạt bạn nhiều như thế nào? Tôi muốn, thật sự rất đau. Trở thành một bệnh nhân thật kinh khủng, chúng ta hãy thảo luận điều gì đó. Đừng nói với mẹ tôi. Bà ấy bị bệnh tim và huyết áp cao. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không bao giờ nói với mẹ bạn. Chấm, tôi có thể nói với bố bạn, nhưng đừng. Dù sao, bố của bạn là một nhà lãnh đạo lớn và rất bận rộn với công việc. Ông ấy chắc chắn sẽ không hãy đến và đánh bạn khi thời cơ đến, phải không? Tôi nói, Xiao Rui Rui, nhất của bạn nhiệm vụ quan trọng bây giờ là hồi phục tốt. Tôi nghe nói. Mọi thứ đều bình thường, mọi thứ đều bình thường. Bây giờ thai nhi đã vào xương chậu và dự sinh sẽ là 2 tuần nữa. Chấm, tuần này bạn đã sinh con. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Tôi khá hồi hộp. Chiều nay tôi đứng hơn 5 tiếng để làm tóc cho khách. Lúc đó tôi thấy bụng hơi nặng, cảm nhận được cử động của thai nhi, hình như không cảm nhận được nên sợ hãi. Tôi tự nhủ đừng sang bên cạnh khám, nhất định phải đến bệnh viện lớn khám mới yên tâm. Chấm, cậu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá mệt mỏi nhé. Đứng mãi không làm gì được với nghề lao động chân tay này. Bố mất, mẹ lấy chồng. Năm tôi 13 tuổi, tôi không còn ai học việc. Ở nhà không có ai chăm sóc của tôi, bố của con. Tôi đã gặp. Tai nạn ở công trường khi tôi đang mang thai và ông ấy không hề biết điều đó. Lúc đó, tôi đã muốn đi cùng ông ấy. Nhưng khi tôi biết được rằng ông ấy rất tốt với tôi, sau một lần gặp nạn, con ơi, cha phải sống mạnh mẽ và chăm chỉ. Đây là hy vọng duy nhất của anh ấy. Xiao Wen, được rồi.
Đừng khóc. Con định chăm sóc đứa trẻ một mình như thế nào? Cha của đứa trẻ đã làm việc bên ngoài trước khi nhận được lương hưu và cứu được một số tiền. Tôi cũng có một nghề. Tôi chắc chắn có thể sử dụng nghề của mình. Đứa trẻ đã được nuôi dạy tốt. Ống của tôi đã hồi phục và máu đã quay trở lại. Có thật là bạn đã yêu cầu tôi làm bác sĩ giường bệnh không? Bạn đã hỏi tôi lần thứ ba. Có đúng không? Những gì tôi nói là đúng. Bạn phải yên tâm rằng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa trong tương lai. Tôi sẽ không gây rắc rối. Và tôi sẽ không trả thù. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Những người đó đã bị bắt. Làm sao ngươi có thể báo thù? Ta sợ viện trưởng sẽ trừng phạt ngươi. Đây là việc ngươi nên làm. Ngươi luôn cho rằng mình là người tự cho mình là đúng, cố ý độc đoán, gây phiền phức cho người khác. Lần này, bạn đã bị tổn hại như thế này. Đây là một tai nạn, nó không liên quan gì đến bạn. Chấm, tôi phải cảm ơn bạn đã giúp tôi tìm thấy món mì đó. Tôi đã không ngủ mấy ngày trước khi ăn mì. Chấm, kể cả khi điều này không xảy ra, không được. Sẽ có chuyện khác. Chấm, sao tôi lại cảm thấy như còn sốt? Một lát nữa sẽ ổn thôi. Tôi đã hứa với Ôn Ninh là sẽ đến đó càng sớm càng tốt. Nhưng Tiểu Duệ lại bị thương. Bây giờ, tôi muốn trì hoãn nó một thời gian. Chấm, thực ra tôi đã quen với việc tự do và phóng túng. Tôi luôn làm khó bạn trước mặt rất nhiều đồng nghiệp. Đây là những gì tôi làm. Điều không tốt là bạn hiện tại đang trong quá trình cải cách. Lại có người như tôi đến chọc ghẹo bạn. Chắc hẳn bạn cũng khá to lớn. Tôi để ý thấy bạn đã làm rất tốt vai trò trưởng khoa trong 2 năm qua. Chấm, nhưng đôi khi bạn có thể không. Đừng như vậy, thật không tử tế. Chấm, được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này. Dù sao, đây không phải là việc của tôi. Vì bạn đã đồng ý với bên kia nên hãy đi đúng giờ. Được rồi, thế thôi. Nhiệt độ đã giảm. Thuốc kháng sinh đã có tác dụng. Đợi đã để kiểm tra mới. Sau báo cáo, tôi sẽ đọc cho bạn. Chấm, còn đau không? Cô ấy gọi à? Tôi không biết. Điện thoại của bạn hết pin. Chấm, tốt nhất là đừng để cô ấy biết tình trạng hiện tại của tôi.
Bạn anh có thể nghỉ ngơi trước, tôi sẽ quay lại sau. Chấm, xin chào, bạn đã gọi cho ai? Lee Jui. Nói rằng bạn cũng quen thuộc với dự án này. Hiện tại anh ấy đang ốm, nhưng Xiang Ji không thể dừng lại. Bạn có thể giới thiệu tiến độ cho tôi. Càng ngắn gọn càng tốt. Chuyện này, hôm kia tôi đã nói với giám đốc Lý, bây giờ chúng ta phải làm điều rút ngắn thời gian nằm viện mà không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Thực ra là những bệnh nhân mắc bệnh nhẹ. Giám đốc, đây là bảng tôi tổng hợp dựa trên dữ liệu của bệnh viện chúng tôi. Bạn thấy đấy, thực tế có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh nhẹ. Nếu theo phương pháp quản lý mới, bệnh viện của chúng tôi có lẽ có thể tiết kiệm được khoảng 20% số giường cho các ca phẫu thuật thoát vị và viêm ruột thừa. Bệnh viện của chúng tôi làm rất tốt và không tệ hơn một số trung tâm y tế ở Hoa Kỳ. Chấm, nhưng họ có thể cho phép bệnh nhân đến sau 2 ngày. Chúng tôi xuất viện sau 3 ngày. Tại sao chúng tôi không thể? Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này trước đây. Vấn đề bây giờ là nó là như vậy, thật dễ dàng để tách nhóm nhẹ của chúng tôi, nhưng ai sẽ được chia thành nhóm đó? Bây giờ, lãnh đạo của mỗi nhóm chuyên môn trong bệnh viện của chúng tôi đều có những dự án riêng trong các lĩnh vực riêng biệt. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này? Vâng, vâng, trên thực tế, họ đều là những người như vậy bận rộn, họ đều có sự nghiệp riêng. Điều này đòi hỏi một số người phải hy sinh. Chấm, trên thực tế, Dean, nếu ai đó thực sự cần hy sinh, tôi có thể thử. Bạn. Chấm, đây là bạn, tôi nghĩ vậy, hoặc Lee Jui yêu cầu bạn làm vậy, hãy chăm sóc. Giám đốc Lý, nhưng anh ấy đã từng nói. Như. Thế này, tôi để anh đi. Làm việc của mình trước, khi nào Lee Jui khỏe lại, tôi sẽ bàn với anh ấy. Thôi, viện trưởng, tôi đi trước. Dean Linh có việc phải làm. Chấm, Dean Linh, tôi muốn nói chuyện với bạn. Hiện tại tôi hơi khó chịu. Nếu bạn có điều gì muốn nói, tôi sẽ nói chuyện với bạn vào thứ hai. Trên thực tế, tôi có đã nói với Dean Jin rồi. Tôi sẽ nói lại với bạn Seo Chun. Bạn nói, hãy cho bản thân thêm thời gian và đừng đưa ra quyết định quá nhanh. Đó chỉ là chi tiết về bảo hiểm y tế này. Tôi muốn thảo luận với bạn, đây là lý do tại sao bạn đến gặp tôi. Bạn nghĩ tôi sẽ kể cho bạn nghe về công việc khó khăn của tôi. Ngày mai tôi sẽ làm việc ở lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm y tế. Hãy đến với tôi. Thank you.
đừng nói với tôi nhiều như vậy, nghe này. Tôi không quan tâm bạn bỏ ra bao nhiêu tiền, dù thuê bao nhiêu thám tử tư, dù giá bao nhiêu, bạn cũng phải tìm Sunan cho tôi. Bạn hiểu không? Tôi hiểu, được thôi. Chấm. Tại sao bạn lại ở đây? Tôi đã lắp các màng, lấy tủ lạnh cho bạn, tôi đã lắp máy giặt cho bạn, trong 2 ngày tới chỉ cần mở cửa thôi. Bây giờ cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi tốt. Không sao đâu, đừng hết. Đây là số đặt hàng của những nhà hàng gần đó. Tôi đã hỏi thăm xung quanh. Mọi thứ tương đối sạch sẽ và hợp vệ sinh. Khi đến lúc, bạn có thể thay phiên nhau gọi đồ ăn. Đừng lo lắng cho tôi nữa. Chấm. Thực tế, sau bao nhiêu năm? Rất nhiều. Bao năm rồi, bạn đã ở đâu? Chấm hỏi. Tôi thuê nhà cho bạn và sắp xếp mọi thứ cho bạn. Bạn đã từng lo hóa đơn và lập kế hoạch chưa? Vậy thì từ nay bạn không quan tâm đến tôi nữa. Tôi có thể sống bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi không lấy chìa khóa nhà bạn mà để trong ngăn kéo đầu giường. Nhà tôi. Không sao đâu. Vậy tôi cũng để chìa khóa nhà bạn. Tôi sẽ đưa cho bạn. Từ giờ trở đi tôi thắng rồi. Đừng làm phiền bạn nữa. Chấm. Thứ này có ăn được không? Chấm hỏi. Tôi đã chuẩn bị cơm cho bạn và nó ở trong nồi. Sau này khi có thời gian, tôi sẽ tự tay làm cho bạn, chắc chắn là ngon hơn thế này. Bạn nghĩ sao? Khi có thời gian, lần này tôi hứa với bạn rằng, trước khi con chúng ta chào đời, tôi sẽ cho bạn ăn hoành thánh do chính tay tôi làm. Và đút cho bố. Chấm. Sức khỏe của Sewiwan Nianu thế nào rồi? Không có gì đâu. Không sao. Đâu, chỉ là phôi thai không phát triển tốt. Tôi sẽ tìm cách. Chấm. Bạn đừng lo lắng nữa. Bạn phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Sức khỏe của Nianu rất tệ. Tôi biết bạn có thể yên tâm rằng tôi sẽ chăm sóc tốt của cô ấy. Không sao đâu. Con sẽ chết trước. Bố. Được rồi, được rồi. Con thích nó.
chấm. Thực ra câu chuyện đó chưa đủ đẹp. Cho dù nó có kéo dài cả đời, nghe giọng nói đẹp nhất trong này. Để làm gì? Thế giới. Nhưng không có ai để chia sẻ cùng. Chấm hỏi, Dean, sáng nay tình trạng của giám đốc Lý vẫn ổn và mọi chỉ số đều bình thường. Tôi đã báo cáo điều này với anh khi anh gọi cho tôi vào khoảng 2 giờ chiều. Nhiệt độ cơ thể của tôi hơi cao, dưới 38 độ. Tôi đã điều chỉnh liều lượng kháng sinh rồi. Sao bây giờ anh mới nói với tôi? Tôi đã hơn một lần nhấn mạnh, nếu có thay đổi gì thì báo ngay cho tôi. Tại sao bây giờ anh mới nói với tôi? Trưởng khoa, chấm hỏi, khi tôi gọi điện họ nói với tôi rằng anh đang họp với lãnh đạo cục y tế. Lúc đó bác sĩ Ngụy đang ở trong phòng tay, vết thương của giám đốc Lý bị hở và bị nhiễm trùng. Theo thông lệ tôi khử trùng nó ngay lập tức. Giám đốc Lý bình tĩnh nói, anh ấy nói anh ấy ổn và bình tĩnh, nhưng anh ấy chỉ cố nhịn thôi, bạn có biết không? Bạn có rất nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, bạn có rất nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, bạn có biết không? Bạn nghĩ có ổn không? Trưởng khoa, giám đốc Lý, vấn đề này hoàn toàn không phải là vấn đề trong khoa chăm sóc đặc biệt của chúng tôi, chấm, và tôi đã tự mình bước vào để giúp anh ấy, không sao đâu, chấm, đừng nói với tôi điều này. Tôi sẽ nói cho bạn biết, bệnh nhân và bệnh nhân, trong lòng tôi khác nhau, Lăng Viễn, họ chưa bao giờ giống nhau, sẽ không bao giờ giống nhau. Hãy nhớ rõ ràng, đến xem. Báo cáo khám bệnh cho tôi. Chấm, lãnh đạo, ngài có thấy khó chịu ở đâu không? Vết thương có đau không? Cục máu đông trong não của tôi, nó ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi, nhưng không ảnh hưởng đến trí thông minh của tôi. Tại sao bạn không cho tôi biết tình trạng thực tế? Tôi bị sao vậy? Viện trưởng Linh đã đến ngay. Ngay cả khi tôi vẫn còn sống, đó là thủ lĩnh của bạn. Xin chào Dean. Linh, Xiao Rui. Trước hết, hãy bình tĩnh. Tôi có bị nhiễm trùng bụng không? Là nhiễm trùng máu hay phức tạp do viêm ruột thừa, viêm túi mật hay cả hai? Chấm hỏi, tôi có cần phẫu thuật lần thứ hai không? Im đi. Chấm, tôi sẽ thực hiện phẫu thuật cho bạn, tôi và quản lý giường của bạn. Bạn còn phải trả gì nữa? Chấm hỏi, bây giờ hãy là bệnh nhân của bạn. Chấm, ngoài ra, bạn không có lựa chọn nào khác. Ngay cả khi bạn muốn thay đổi bác sĩ, tôi sẽ không đồng ý với. Xiao Rui, bác sĩ Linh đó, bạn không biết. Ở bệnh viện chúng ta hắn luôn tùy hứng. Nếu hắn chọn làm bác sĩ điều trị cho ngươi, ngươi nhất định phải nghe hắn. Không nghe hắn, ngươi sẽ xui xẻo. Bác sĩ Ngụy, có một bệnh nhân trong phòng cấp cứu, mời cậu qua xem. Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi, tôi sẽ qua trước. Nếu cậu có việc gì thì chào Tiểu Duệ một tiếng, tôi sẽ đến gặp cậu sau. Tôi không phải kẻ ngốc. Tại sao không ai trong số các bạn nói cho tôi biết về tôi, tình trạng thực tế của tôi có vấn đề gì vậy? Nếu cục máu đông trong não không tự hấp thụ, nếu khoang bụng thực sự bị nhiễm trùng trở lại và gây ra nhiều bệnh suy nội tạng, nếu mọi chuyện đi đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tôi muốn hỏi bạn một điều. Xin đừng cắt khí quản của tôi, thế thôi. Ngày nào tôi cũng nằm đây, kiểm tra đi xét nghiệm, gửi đi mệnh lệnh cho tôi. Các ngươi đều không nói cho ta biết, ta không chịu nổi. Làm sao vậy? Ta phải nằm ở đây bao lâu? Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, nghe ta nói. Chấm, ta biết tình huống hiện tại của ngươi rất không tốt, ta tự mình điều hành. Đối với bạn, tôi nghĩ ít nhất bạn nên cảm thấy thoải mái. Chấm, tại sao mỗi người trong số các bạn không cho tôi biết tình trạng thực tế của tôi? Chấm hỏi, tại sao? Tôi cũng là bác sĩ. Chấm hỏi, tôi biết bản thân mình. Chấm, hãy bình tĩnh trước. Và chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Tôi tin bạn, bản thân tôi cũng tin bạn. Vừa rồi tôi đã nói với giám đốc Thiệu rằng nếu bạn có thắc mắc gì, vui lòng
Thông báo cho tôi càng sớm càng tốt. Xin chào chị dâu. Tên tôi là Xiao Yuyi. Cuối cùng thì bạn cũng đã trả lời điện thoại. Chị vợ chồng. Xiao Yu. Tôi đang ở bên ngoài, có chuyện gì thế? Tôi... Chán nản đến mức không ngủ được. Quên đi. Chấm, tôi nghĩ có lẽ tôi là một người thực sự nhàm chán. Có lẽ tôi không phù hợp với cô ấy. Chấm, nhưng tôi thích cô ấy. Đặc biệt là... Lần đầu tiên gặp... Cô ấy tôi nhớ buổi chiều. Trời nắng. Cô ấy mặc váy trắng, cô ấy... Thực sự trông giống như một thiên thần. Hôm đó cô ấy đã bế một chú chó con bị thương về để chữa bệnh. Cô ấy thực sự đã dùng cây đàn violin của mình để cho người khác vay tiền để thuyết phục người khác rằng đó thực sự là một cây đàn violin hay. Cô ấy đã chơi bài hát mùa xuân trên đường phố. Cô gái ngốc nghếch. Chấm, cô ấy đã bỏ lỡ trận chung kết violin mà cô ấy phải tham dự và giải thưởng đáng lẽ phải thuộc về cô ấy. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không hối hận vì bệnh của chú chó con đã được chữa khỏi và từ đó cô ấy đã có tôi. Chúng tôi giống như những con người ở hai thế giới, mặc dù chúng tôi có thể đối xử với nhau khác nhau, ở bên nhau thật thoải mái. Tôi không quan tâm mình có làm gì sai không. Với cô ấy không có đúng sai, chỉ có thích và không thích. Và tôi mới là người cô ấy thích. Có lẽ tôi quá tự tin, tôi vẫn không thể tin rằng cô ấy làm vậy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy mệt mỏi khi ở bên tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng cô ấy đã cho tôi một niềm tin không thể giải thích và không thể giải thích được. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy rằng người cô ấy muốn là tôi.
chấm, dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy sẽ là với tôi hạnh phúc. Sunan, tôi sẽ giúp bạn tìm bác sĩ Yêu. Sunan, phải bạn không? Sunan. Sunan. Tại sao bạn lại rời đi? Chấm hỏi, tại sao bạn lại rời đi? Chấm hỏi, bạn không biết rằng bạn đã rời đi đột ngột như vậy. Toàn thân anh ấy suy sụp và anh ấy đã không ăn uống trong vài ngày. Chấm, Sunan, nếu tôi là bạn, ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới đều chống lại chúng tôi sẽ bằng mọi giá ở bên anh ấy. Còn bố mẹ anh ấy thì sao? Bạn có muốn không? Yêu anh ấy hay bố mẹ anh ấy? Lần này tôi nhìn anh ấy bước ra khỏi địa ngục. Tôi cảm thấy rằng trừ khi tôi chết, không gì có thể chia cắt hai chúng tôi. Cảm ơn bạn. Sau. Chấm. Không có gì, xin hãy cứu con tôi. Làm ơn đi, làm ơn, hãy nhượng bộ, làm ơn nhượng bộ, xin hãy nhượng bộ. Cảm ơn bạn. Chấm, làm ơn hãy nhượng bộ, hãy cứu con tôi. Hãy cứu con tôi đi. Thôi nào, thôi nào. Thôi nào, 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 thôi nào. Nào, nào, nào.